Hôm nay mình giới thiệu đến với các bạn một trong những dòng sản phẩm mới nhất của Godox. Đó là sản phẩm SL150-2 Bicolor và SL200-2 Bicolor. Đây là bản nâng cấp của dòng SL150-2 và SL200-2. Với việc bổ sung thêm khả năng thay đổi nhiệt độ màu từ 2800 đến 6500K, giúp đáp ứng các nhu cầu mà dòng SL150-2 và SL200-2 chưa xử lý được. Với các chỉ số CRI là 96, TLCI là 97, nhưng đèn có đặc thù của dòng Godox khi cho màu hơi ám hồng một chút sẽ tốt hơn khi sử dụng với chủ thể là người, nhưng với các sản phẩm thì sẽ gặp một chút vấn đề. Cấu tạo đèn có một vài điểm thay đổi. Phần chip LED có thiết kế mới với một lớp kính vòm cầu bảo vệ bên ngoài. Ngoài việc giữ phần chip LED tránh các va chạm, nó còn giúp ánh sáng tỏa đều hơn khi chiếu trực tiếp lẫn khi có softbox. Các bạn có thể thấy rõ trong ví dụ này, đèn bình thường sẽ đổ bóng khá gắt lên phông, còn SL200B có phần đổ bóng dịu hơn nhiều. Cường độ ánh sáng tuy có giảm đi một chút nhưng không đáng kể, nên đây hứa hẹn sẽ là thiết kế được các nhà sản xuất hướng đến cho dòng đèn LED sau này. Thêm nữa, với phiên bản Bicolor, đèn sẽ có thêm các tùy chỉnh ánh sáng như ánh nến, ánh lửa hoặc pháo hoa. Có một số lưu ý, khi bật đèn nhưng quạt tản nhiệt được tắt thì đèn sẽ tự động điều chỉnh công suất thấp hơn để đảm bảo nhiệt độ hoạt động. Ở mức công suất tối đa, đèn chỉ hoạt động ở mức 50% so với khi bật quạt. Trước đây thì nhà sản xuất tặng kèm điều khiển từ xa, nhưng hiện tại khi mua đèn thì bạn phải mua riêng điều khiển từ xa nếu như cần. Mọi thông tin về sản phẩm mình đã để dưới phần mô tả. Nếu có bất cứ phản hồi gì, các bạn có thể bình luận ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Đến với HL Studio, chúng tôi hân hạnh mang đến cho các bạn những thiết bị tốt nhất phục vụ cho công việc quay phim, chụp ảnh. Từ các loại đèn LED bỏ túi, LED ống cho đến các loại đèn chuyên dụng trong studio, từ các loại phông nền, chân đỡ đến micro thu âm. Bạn cần bất cứ thứ gì chúng tôi đều có. Đến ngay showroom để được tư vấn những sản phẩm tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất. Link website được để dưới phần mô tả của video này.